Sáng ngày 4 tháng 5, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Đoàn đã kiểm tra tại trường tiểu học Nguyễn Du thuộc quận Nam Từ Liêm. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hậu, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Du, toàn trường hiện có 1.500 học sinh, trong đó có 1.400 học sinh ăn bán trú. Trường đã ký hợp đồng cung cấp suất ăn với công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Việt Sinh. Tại bếp ăn của trường, có 10 nhân viên tham gia chế biến thực phẩm. Qua kiểm tra về phía nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn đã xuất trình được đầy đủ các hồ sơ pháp lý có liên quan. Bếp ăn tập thể sạch sẽ, đảm bảo quy trình một chiều. Cảm thấy rằng là năm nào thì riêng thực phẩm là có một tháng hành động. Các chuyên đề khác thì thường là không có những cái hoạt động sôi nổi như vậy. Nhưng mà đúng là cái hoạt động về an toàn thực phẩm là hoạt động cộng đồng. Và phải nói rất là khó. Phải có một cái sự truyền thông rất mạnh mẽ để người sử dụng thực phẩm, người cung cấp thực phẩm, rồi những cái bếp ăn như là bếp ăn trường học, rồi bếp ăn khu công nghiệp, rồi bếp ăn bệnh viện, những cái thay đổi về hành vi, thay đổi về văn hóa. Và chúng ta sẽ thực hiện tốt cái cung cấp cái thực phẩm như là cái chủ đề của tháng an toàn thực phẩm năm nay là an ninh an toàn. An ninh an toàn đã được một cái chủ đề mà tôi cho rằng cái tên gọi, cái khẩu hiệu rất là hay. Ngoài cái việc mà chúng ta ăn ngon, ăn sạch thì ăn những cái thực phẩm an ninh và an toàn, đặc biệt là trong một cái môi trường rất nhạy cảm như môi trường trường học, đối tượng của chúng ta phục vụ đó là những cái em bé, học sinh. Và thực sự là khi mà xảy ra bất cứ một vấn đề gì liên quan đến sức khỏe của học sinh thì đấy là một vấn đề mà báo chí rất là quan tâm, dư luận xã hội quan tâm và rất là đau đầu những cái nhà quản lý. Thì chúng ta thấy rằng là đây là một vấn đề mà phải có một cái sự vào cuộc rất lớn của các cấp chính quyền địa phương, rồi của người dân, rồi những cái người mà trực tiếp cung cấp thực phẩm, rồi cái cơ sở như là trường học của chúng ta hiện nay. Sau quá trình kiểm tra, ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường tiểu học Nguyễn Du. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết giúp cho trẻ em học tập tại trường luôn khỏe mạnh và an toàn. Các đồng chí cũng đã có những cái xử lý như là khâu lau bát, rửa bát cũng là sạch, các đồng chí cũng đã đảm bảo đấy. Tại buổi làm việc, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm, từ đầu năm đến nay, toàn quận không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm lớn nào xảy ra trên địa bàn. Và quận đã ban hành cái quyết định thành lập cái đoàn liên ngành về an toàn thực phẩm. Về các cái hoạt động truyền thông thì quận cũng đã tổ chức đa dạng hóa các cái loại hình truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức an toàn thực phẩm, pháp luật đối với người tiêu dùng, người sản xuất, người kinh doanh chế biến thực phẩm. Thì hiện tại thì quận đã tổ chức được 3 lớp tập huấn, gần 200 người tham dự, và hiện tại thì vẫn đang tiếp tục tập huấn. Và đặc biệt là quận cũng đã tổ chức được trong cái tuần vừa qua, trong cái trước khi nghỉ lễ, trước lớp tập huấn quản lý nhà nước an toàn thực phẩm, tập huấn cái quyết định 28 của thành phố đấy về phân cấp quản lý nhà nước cho ban chỉ đạo quận và 10 phường. Cái này chúng tôi cũng đã mời chi cục an toàn xuống trực tiếp, chi cục an toàn thực phẩm trực tiếp xuống truyền đạt các nội dung này. Hiện tại thì quận trên địa bàn toàn quận là thành lập 12 đoàn liên ngành, trong đó ban quận thành lập 2 đoàn liên ngành, một đoàn do phòng y tế chủ trì, một đoàn do phòng kinh tế chủ trì, và ủy ban các phường, mỗi phường thành lập một đoàn liên ngành tổ chức thanh kiểm tra. Về kết quả kiểm tra thì cho đến hiện tại, tức là chúng tôi tổng hợp cho đến trước kỳ nghỉ lễ đấy, thì là toàn quận đã kiểm tra được 205 cơ sở, trong đó tướng quận cũng kiểm tra được 29 cơ sở và hiện đang xử lý 2 cơ sở. Tuyến phường kiểm tra giám sát được 176 cơ sở và xử lý vi phạm hành chính 1 cơ sở. Và các cái lỗi vi phạm chủ yếu đó là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng mua bán thực phẩm không được lưu giữ đầy đủ, sổ kiểm dịch 3 bước chưa thực hiện đúng quy trình, điều kiện vệ sinh cơ sở và vận chuyển kinh doanh thịt gia súc gia cầm đã qua giết mổ không có kiểm soát thú y. Về tình hình ngộ độc thực phẩm, báo cáo thì từ đầu năm đến nay thì trên địa bàn quận Nam Từ Liêm không xảy ra ngộ độc thực phẩm.